À, không, câu hỏi đây là cũng rất rất là ý nghĩa với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nông thôn đó. Ý thứ nhất, thầy xin trả lời nói là điện thờ Phật có thờ máng xà ở trong điện không? Không. Thờ như vậy là thờ sai. Thờ máng xà thường là cái thờ theo bên tứ phủ. Còn thờ Phật không có thờ hai con rắn là treo, con rắn xanh, con rắn trắng là treo ở trên, ở trong ngóc đầu xuống như vậy, nhìn ghê ghê cả người ra. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy rắn bình thường ai cũng sợ mà. Tại sao trong ban thờ Phật lại đi thờ hai con rắn bằng nộm ra vào đấy làm gì? Như vậy là thờ sai. Về nên khuyên dân làng và các Phật tử nên bỏ đi. Thờ Phật nó là trang nghiêm và toát lên cái vẻ từ bi cứu độ chúng sinh của một điện thờ Phật. Chứ đừng có thờ như thế, loang loang lổ lổ, Phật trả ra Phật, Thánh trả ra Thánh. Thờ như vậy sẽ không tốt cho vấn đề tâm linh đâu. Ý thứ hai vị hỏi rằng á, đã quy ở chùa nhà và có mua áo lục thù hải hội. Ngày xưa đi quy, nhất là các chùa nông thôn thì chùa nào quy Tam Bảo họ cũng là phát cho cái bộ áo lục thù, hoặc là bảo mua cái bộ áo lục thù để sau khi mặc vào á, lục thù tức là sáu thù, áo rất là mỏng, rất là nhẹ. Vì sao gọi là áo lục thù? Trong kinh A Hàm có giải thích rằng chư thiên ở quái trời Đao Lợi, áo của họ, người của họ to, to cao gấp 100.000 lần con người ở thế giới chúng ta này. Chiếc áo của họ dày và đẹp, nhưng mà lại nhẹ có 6 thù thôi. Cho nên sau này những người đọc thấy cái bài kinh đó và nghĩ là gì? Nói là các Phật tử thôi sau khi chết làm một cái bộ áo như thế, gọi là áo lục thù, đặt tên cho áo lục thù hải hội, mặc vào một cái để không bị đọa vào trong ba đường ác, để áo đó nhẹ cho nên để bay về với Phật cho nó dễ, bay lên các quái trời cho nó nhanh tới, để không bị chìm xuống, không bị nặng nó chìm xuống. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ sai. Giáo hóa chúng sinh phương tiện như vậy là phương tiện dở hơi, không đúng với chính pháp của Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức trưởng lão Hòa thượng Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, cũng như là cố Hòa thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành đó, giảng cho chúng tôi nói rằng mặc áo lục thù hải hội không chỉ giải thoát, không chỉ lên được với Phật, với quái trời, mà còn đọa nhanh hơn và sâu hơn nữa. Vì sao? Vì trong cái áo lục thù hải hội đó có in hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, có in thần chú của Phật, của Bồ Tát trong đó. Chúng ta biết rằng á, bình thường khi còn sống như thế này, các vị cứ mặc thử đi ra chợ xem, ai cũng bảo các vị là con điên hết. Thật mà. Ai cũng bảo chúng ta thần kinh mới mặc cái áo đó. Áo chả ra áo, người chả ra người, ma chả ra ma. Ai dám chơi với chúng ta nào? Mà thậm chí họ nhìn thấy chúng ta mặc ra ngoài chợ một cái, có khi họ thương chúng ta, họ nghĩ là chúng ta điên, họ cho chúng ta một vài đồng tiền lẻ, họ vứt cho chúng ta. Họ không dám gần nữa. Là huống gì là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên dám gần chúng ta, đúng không? Cái đấy là một phần. Một phần nữa là chúng ta biết sau khi chúng ta chết đi, chúng ta bình thường là gì? Trong uy nghi của nhà Phật, Đức Phật có dạy, chư tổ có dạy chúng tôi á, kinh sách pháp bảo của Phật á, rách gì mà còn sửa được thì phải sửa, mà không sửa được á thì phải cung cung kính kính xây tháp để thờ, hoặc là tụng bát nhã để hóa đi, chứ không được bỏ tạ lang mỗi nơi một tí, mỗi chỗ một tẹo. Trong cái áo lục thù hải hội á, chúng ta biết là có hình tượng, hình ảnh của Đức Phật in ở trong đó, và có gì, có thần chú của Phật ở trong vậy, trong đấy. Bình thường khi chúng ta còn sống á, 3 ngày không tắm, mùi thơm chiên đàn nó bay ra là mọi người không chịu được, đúng không? Mùi chiên đàn gì mọi người không chịu được. 10 ngày không tắm thì khỏi phải chê nữa. Mà chết rồi khoảng độ tầm 3 ngày 3 đêm á, bụng nó trương lên, kiểu khiếu bắt đầu chảy nước ra, cái mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu chảy ra. Khoảng độ 1 tuần sau, xanh trướng ứng phình lên. Rồi khi mà cái bụng chúng ta mà nó vỡ ra nữa, nó bẩn, cái nước bẩn ở trong cơ thể chúng ta chảy ra, nó còn hôi thối nồng nặc vô cùng, nó chảy hết vào cái thần chú và cái hình ảnh của Đức Phật ở trên áo lục thù hải hội đó. Các quý vị xem có phúc hay là mất phúc đấy? Tôi chỉ giải thích một cái đơn giản như vậy thôi, mất phúc hay có phúc? Chắc chắn là mất phúc. Bình thường khi còn sống, làm một Phật tử, chúng ta nhìn thấy tôn tượng, di ảnh của Phật, chúng ta cung cung kính kính.
Đúng không? Có ai chúng ta là một Phật tử mà dám đạp lên ảnh hình ảnh của Đức Phật không? Có ai dám trải cái hình ảnh của Đức Phật để nằm để ngủ lên trên không? Không. Vậy mà khi chết tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đấy là do vô minh. Đó là do không biết tới Phật Pháp một cách chân chính. Ông sư nào, thầy sư nào mà dạy các Phật tử của mình làm điều đó? Ngày xưa Đức Pháp Chủ, Ngài chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà Ngài nói rằng thì đó là cái vị sư vô minh nhất ở trên đời. Đó. Ngày xưa Ngài dạy chúng tôi, Ngài kịch liệt, Ngài nói sau này các thầy á, ra trường đi làm trụ trì á, các thầy muốn tránh được ba đường ác đạo, đừng bao giờ khuyên các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội cho vào trong quan tài. Vì làm như vậy chính là các thầy hủy hoại Phật Pháp. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. No.